Happy birthday. Bốn ông là một bà là bà trả. Hôm nay thì căng tiếng quá luôn à. Không muốn hát mà ông Tính cứ bảo là cứ hát lại đi. Căng tiếng quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là mùa xuân.